Em xin kính chào toàn thể cô chú anh chị yêu và đam mê hoa lan trên khắp mọi miền Tổ quốc. Hôm nay là phiên bán hàng ngày 6 tháng 7 năm 2023. Nhà vườn em Phương Hồng lại lên chia sẻ cho các bác một số mặt hàng con giống chuẩn đẹp cho các bác tham khảo và sưu tầm. Địa chỉ nhà vườn em là ở thôn Tố Gà, xã Ca Phong, huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc. Số điện thoại liên lạc của em là 0972 197 255. Zalo cũng là số đó luôn các bác nhé. Thì hôm nay em lại lên chia sẻ cho các bác là 15 đơn hàng, bao gồm là mặt hàng 5 cái trang ví khang này, người đẹp không tên này, chia sẻ cho bác với giá rất là yêu thương. Vì mặt hàng này chồng em đi sưu tầm với số lượng lớn nên là chia sẻ cho các bác với giá rất là yêu thương các bác nhé. Mặt hàng 5 cái trắng vĩ khang này, 5 cái trắng người đẹp không tên này, 5 cái trắng võng xưa này, mặt hàng 5 cái trắng SH, lá kế sọc phát tài, 5 cái trắng bạch tuyết, bẹt võ tòng, bẹt hoa vương và mặt hàng hồng yên thúy. Thì cái mở hàng cho đơn đầu tiên này là em chia sẻ một chậu hồng yên thí đăng hoa các bác nhé. Đăng hoa nhé. Chậu này gồm một mầm gốc các bác nhé. Và một thân đăng hoa này. Thì cái hình số 1 này em chia sẻ cho bác với giá là 70k. 70k. Em chuyển sang hình số 2 là mặt hàng bẹt hoa vương các bác nhé. Thì bẹt hoa vương này, em chia sẻ cho bác với giá là 150k trên một kỳ. Trên một mầm gốc các bác nhé, xin lỗi các bác, trên một mầm gốc ạ. Rất là đẹp. Bác nào mà lấy mầm nào thì vào Zalo em chụp cho các bác nhé. Và em gửi mặt hoa, tại vì em không có mặt hoa, tại vì máy em đang bận quay nên là không cho các bác xem hoa được. Bác nào mà mua mặt hàng nào thì vào Zalo em gửi hình mặt hoa cho các bác nhé. Em chia sẻ là 150k trên một mầm gốc. Mặt hàng là bẹt hoa vương, rất là đẹp, mầm gốc rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 3 là mặt hàng bẹt võ tòng. Thì chậu này một mẹ và một mầm gốc rất là lực, rất là đẹp các bác nhé. Thì cái hình số 3 này em chia sẻ cho bác với giá là 250k. 250k. Mặt hàng là bẹt võ tòng này các bác nhé. Rất là đẹp, rất là lực. Em chuyển sang hình số 4. Em chia sẻ một chậu 5 cây trắng bạch tuyết. Chậu này gồm có một kỳ chân thân và một mầm gốc rất là lực, rất là đẹp. Thì hình số 4 này em chia sẻ cho bác với giá là 250k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 5, cũng là một chậu 5 cây trắng bạch tuyết. Hình số 5 này em cũng chia sẻ cho bác với giá là 250k. Rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 6. Thì hôm nay em dán giá sập sàn luôn các bác nhé. Mặt hàng sọc phát tài. Em chia sẻ giá là 150k trên 1 kg. Giá không lợi nhuận các bác nhé. Rất là đẹp. 150k trên một chậu này. Chậu mầm gốc 52 rồi. Bác nào mà lấy chậu nào thì chụp vào điện thoại gửi hình Zalo. Em sẽ gửi kỳ đó cho các bác này. Rất là đẹp. 150k trên một chậu. Em chuyển sang hình số 7 là mặt hàng 5 cái trắng SH. Em chia sẻ đây là kỳ 52 rồi các bác nhé. Rất là lực, rất là đẹp. Thì hình số 7 này em chia sẻ cho bác với giá là 400k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 8. Em chia sẻ một chậu 5 cái trắng võng xưa này, mầm gốc này. Rất là đẹp. Thì cái hình số 8 này, 5 cái trắng võng xưa, em chia sẻ cho các bác với giá là 300k cho các bác tham khảo và sưu tầm. Em chuyển sang hình số 9 là mặt hàng người đẹp không tên. Thì em chia sẻ cho các bác với giá rất là yêu thương các bác này. Kỳ đã thuần chậu rồi các bác nhá. Bộ rễ rất là khuế này. Bộ rễ rất là khuế, rất là đẹp. Cái hình số 9 này em chia sẻ cho bác với giá là 850k. Giá rất là yêu thương. Thì chồng em đi sưu tầm với số lượng lớn nên là với chia sẻ được cho các bác với giá yêu thương đấy các bác nhé. 850.000 cho hình số 9. Em chuyển sang hình số 10, cũng là một kỳ người đẹp không tên. Rễ rất là khuế rồi các bác nhé. Ấm chậu rồi, kỳ rất là đẹp. Thì cái số 9 này em cũng chia sẻ cho bác với giá là 850k. Giá rất là yêu thương.
Chúc bác siêu tầm. Rẻ rất là khuyến này các bác này. Em chuyển sang số 11. Cũng là một kỳ người đẹp không tên. Rẻ rất là khuyến, rất là đẹp các bác nhé. Thì cái số 11 này em cũng chia sẻ cho bác với giá là 850k. Chúc bác tham khảo và siêu tầm. Em chuyển sang số 12. Cũng là một kỳ người đẹp không tên, rất là đẹp. Thì kinh số 12 này em cũng chia sẻ cho bác với giá là 850k. Cho bác tham khảo và sưu tầm. Rất là đẹp. Bác nào mà lấy kinh nào thì liên hệ trực tiếp vào số điện thoại cho em nhé. Rất là đẹp. Em chuyển sang hình số 13. Là mặt hàng 5 cây trắng vĩ khang các bác nhé. Kỳ cắt khúc ươm tự nhiên, bộ rẽ rất là khỏe, rất là đẹp các bác nhé. Thì hình số 13 này em chia sẻ cho bác với giá là 2.500k. Trên kỳ này rẽ nó rất là khỏe rồi các bác. Em chuyển sang hình số 14. Cũng là một kỳ 5 cây trắng vĩnh khang. Thì cái hình số 14 này em cũng chia sẻ cho bác với giá là 2.500k. Cho kỳ 5 cây trắng vĩnh khang này. Em chuyển sang hình số 15. Cũng là một kỳ, nằm cái trắng vĩnh khang. Kỳ rất là đẹp các bác nhé. Thì cái hình số 15 này em chia sẻ cho bác với giá là 2.500k. Và cái hình số 15 này cũng khép lại cái video bán hàng ngày hôm nay. Thì cuối cái video cũng cho em Phương xin gửi lời chào, lời chúc tới toàn thể các bác. Chúc các bác có một ngày làm việc thật là vui vẻ. Em xin chào toàn thể các bác.